Nhạc này hay nè. Ủa nhạc rồi. Ok, hello, hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Chucky và hôm nay mình sẽ chơi trò Minecraft. Và cái map gọi là, đó là một cái map kinh dị, gọi là ST Soli. Mình không biết là cái từ cái thằng đệt nào hay con nhỏ đệt nào, nhưng mình không biết, nhưng đây là cái map kinh dị. Và mình đang một cái skin khá là dị. Mất một cái tay và một cái chân, mình không biết tại sao. What the fuck. Cái nào phải là do skin của mình, nhưng cái này là do cái resource pack á. Nó ác vô và nhìn rất là dị, không biết là nó cố tình hay là mình một chân thật, nhưng mà chắc là lỗi rồi. Ok, thì đã có cái dòng gì ông táp đi cao à. Ô bóng nó táp để ra cho mình coi cái lượng máu không biết hả. Ready nè, phải không? Ô có nhạc nè, ta 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 ta. Ô ô, đây là tiếng cửa nghe hay đó, vô hơi ồn tí. Hãy kiểm tra xem cái resource pack các bạn có hoạt động không. Hãy sửa tên trong tờ giấy thành một bất cứ từ gì thành từ gì bằng tiếng chữ hoa. Nếu không lắc được thì hãy báo cáo. Ok, Reaper à. Ok, ok, sửa lại phải không? Yeah phải không? Yeah. Ok. Oh, ok. Not, that not it. Hả? Not hả? What the fuck? Difficult test. À, hãy kiểm tra cái ánh sáng các bạn. Nếu bạn, cho nên bạn không thể nhìn thấy cái lock bên phải. Ok. Mặc dù tao khoảng nhạc lớn bỏ mẹ ra. Có cách nào không? Nhạc nhìn lớn phải kích. Ủa này nhạc tự do rồi. Vậy mình sẽ cố gắng nói lớn hơn cái nhạc này. Ok. Mặc dù nó mình không thấy cái lock bên phải, nhưng mình biết cái lock bên phải là cái lock màu đen. Chính xác luôn. Vãi, ta vẫn thấy đấy. Ok. Not you YouTuber. Ok. Ok. Kiểm tra mấy bài test thôi mà. No more if zombie disappear. Ok. Spawn zombie nè. Extra number. Hero Bright, hello, fuck. Ô, mình vẫn cọc chân nè. Ô, mình có thể hack map nè. Hello, ok. Cái gì đây? Change graphic to fancy. Fancy hả? What color behind the lip? What? Phải chỉnh lại cho nó nữa mày, đùa. Đồ họa nhanh này phải không? Fancy là sang trọng. Màu xanh. Đó, ok. Đùa. Turn glow off, ok. Tắt mây. Cái này là flip it ready. Ok. Ok, có cái gì? Mình nghiêng có cái gì rớt xuống đầu mình nè. Tôi còn chụp on. Ồ, hiểu rồi, nó kiểm tra tâm lực thôi mà. Có cơ lâu particle when you land. Màu trắng mà, màu đỏ. Đúng rồi, màu đỏ đúng rồi. Nó khi rớt xuống mình thấy cái màu dưới này mà thấy màu đỏ. Vậy là cái này á, nó đảm bảo rằng mình là rớt xuống có máu đổ ra. Ồ, mày cũng hay đấy. Tên music off. Music nè, tắt nhạc rồi, ok. Em hiểu. Bấm cái nút ở cái bên in-game music. Turn on the volume. Fuck. Turn on the volume cho 100. Ok. Ok. Master volume. Fuck. Mày chơi tao à. Fuck. Đấu phóng. Mày đùa. Thằng này nó chơi mình. Ok, qua phòng bên nào.
A Few Last Not Reads. Đây là cái tin nhắn cho mình á, chơi ở chế độ 1.8. Có một số thứ sẽ rớt ra, bạn sẽ không nên gì, sẽ không có đưa một thứ gì mới ngoài những item đó. Và chơi ở render khoảng 69 và bật cái fog lên. Mà không có để tiếng Anh mà không biết fog cái gì, fog là fog được cái gì. Tầm nhìn lên 6-9 phải không? Ok, 6 được rồi. Ok. Và máy mình lắc hơn một chút. Đợt. Next. Hả? Ok. Optify được được phép xài ở đây. Đừng có cheat. Ok, em không cheat đâu anh. Em mặc dù em sẽ ok. Mình sẽ không bao giờ cheat cái máy cái móc này. Vật. Và trừ bạn kẹt ở cái móc. Ok, nó cho nhau mình mà. Ok. Luôn luôn sử dụng cái respect này. Đã biết. Và tắt những cái respect khác. Chỉ sẽ nếu sử dụng có Optify. Như tiếng gì ghê. Ok. Rồi or else. Thôi được phải không? Má ơi, cái đường này xong đi được. Ghê, mà đang ở vũ trụ hả? Ok. Sau một đêm dài, bạn đi ngủ. Ok, bạn đang ngủ. Khi ôi giời ơi. Ôi, nó tự động di chuyển các bạn, mình không có điều khiển gì nào. Vãi, mình là Ghost à? Thôi bật nhẹ, nhỏ nhỏ thôi. Mình... nó tự động di chuyển. Cái game nó tự động chuyển, nó đừng di chuyển ghê quá. Đừng di chuyển gì, nhìn ghê quá. Ui. Mẹ hết hồn. Di chuyển được rồi nè. Vãi, game nó tự động di chuyển các bạn ơi. Mình sẽ kiểm tra từng phòng ở bên đây. Như một cái nhà tù vậy á. Phòng ngủ mà đây phải không? Hình như mình ở tù rồi các bạn ơi. Phải không? Hay là đây chung cư mình không biết, mình ghê ghê. ID back không phải được Russian. Cái này giống như là cái thẻ. Cái thẻ chứng minh nhân dân hay là cái thẻ hộ chiếu gì á. Ok, đây là cái điện thoại phải không? Ok, điện thoại bàn nè, đây là TV. Cái bồn nước. Ok. Mà này ở trong giống như một khu chung cư hơn. Hơn. Cái này mà không được. Đây còn có gì không? Ok. Cái nào mở được ta? Cứ đi vòng vòng coi có cái gì hay ho. Để mình phải thức ăn. Resident in. Ok, mình có cái này được phải không? What the fuck? Mình để thẻ vô rồi nè. Đây dưới ngực nè. Hay ta. Tại sao đeo được hay vậy mà mình mất cái chân. Ngon. Ok, mình không biết cái này cái gì nhưng mà mình sẽ đóng lại. Mail room. Louis home. Đây là cái tủ nè, nhìn các bạn nhìn nè. Đẹp vãi chưa. Mình thích ý kiến này quá à. Copy. Photocopy hả? Ok. Mình đứng đây mình chờ coi nó có copy được cái gì không. Mẹ. Fuck. Hết hồn.
mẹ của chúng mình, thằng thằng láo. Fuck, giật cả mình. Thôi ghê quá, bỏ dưới đây đi. What the fuck, thằng khốn nạn. Có trong tủ đất có cái gì phải không? Mình chắc là không có gì hết. Doctor Ben Manager, đây là một cái kệ sách nè. Đây là cái điện thoại. Ồ, đây là cánh cửa. Ghế không có gì hết à. Đầu phòng nó trôn mình nguyên cái mặt ma. Fuck. Ok, góc này tối vậy. Ồ, lá cờ đình luôn á. Vậy là mình sẽ đi ra ngoài phải không? Phải chắc chắn rằng á là mình không có bỏ lỡ một số cái gì hết. Chắc chắn chưa? Ok đi nha. Vậy thôi đi nha. Ok, vậy thôi đi nè. Hết hồn. Fuck, sao có cái cây vướng ở đây này. Ok, buổi tối rồi hả? Ghê vậy. Đừng, đừng có ai. Đừng có ai đi ở đây. Đừng nha, đừng nha, đừng nha, đừng nha, đừng nha. Đừng nha. Ok. Graffiti nữa. Cũng đẹp đấy. Icon là cái gì? Beach nè. Nó cái gì vô? Đây là một bộ kim mẹ ST Spider-Man. Mình ở cái chỗ đó. Sẽ máu me mình lên bên trên. Ghê. Trời ơi sợ quá. Ui. Fuck, không cho ra. Không cho vô hả? Đi lên tắt được không? Không cho vô. Đi đi này coi. Không cho vô lấy gì đi. Đùa à? Đùa. Ok, mình đã lại rồi đây. Fuck. Thì ra có một cái tủ mình chưa kiểm tra. Đúng nên là cũng hơn là mình nên kiểm tra trước khi tìm đi. Mình quá vội vàng. Giờ có cuốn sách này nè. Không cái ok, nói chung là tờ giấy vớ vẩn. Ở đây có đèn pin flashlight. Đậu phóng. Mình thấy có mấy cái tủ trên lầu mà vô không được. Đây, mà dùng bắt tay mình thấy ra không? Ok, đến điểm xem không? Có thể không? Tắt lại em đi hả? Em đi không? Em đi không? Vậy thôi, đậu phòng mày. Ok. Ok, ok. Tiếng lời vậy? Này, 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 không có giỡn. Không có giỡn nha. Thôi, Illuminati. Ở đây cẩn thận giật điện à. Nhìn bên trong có cái chất thập giống như nhà hương đi. Là mình liên tưởng Outlast. Tại nhà nhìn y chang Outlast luôn. What the fuck. Em đâu có chờ Outlast đâu anh. Nhà này hay nè. Ủa hết nhà rồi. Có nhạc nền ghê vãi. Tìm được. Ok. Mình sẽ trèo vô nhà. Ok được rồi nè. Nhạc ghê vãi, nhạc nền. Tại trời ơi, lắc quá. Vô đây nó lắc. Ui. Không mấy đường. Thôi, mình sợ quá. Fuck. Đừng có
hù em giờ này nha, mấy anh ở có cánh cửa này đơn elevator. Ok, đi lên đi xuống, đi lên đi, lên được đi xuống. Ok, lò B2 nè, B3 vậy là tầng hầm thứ ba. Các bạn nghe nhạc. Ok, mình sẽ chấp nhận nhạc to, mình sẽ chịu đựng ở đây. Ok, cẩn thận cái cửa có thể sẽ tự động đóng mà không cần biết lý do. Ok, master toggle phải. Yeah, hả? Gai ghiều congratulation on your project handle về rotate either you said ok. Idiot guy nha, cái này cái mình hết nè. Hồi nãy nhiều lắm, mình idiot đây dành cho mình thôi. Hãy bật tất cả những cái nút này cho đến khi một hàng lần đây thôi. Ok, hiểu. Ui. Ok. 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 Hình như là phải làm sao cho nó đóng lại hết á. Ok, cái này hơi bị khó rồi nha. Hiểu không? Ok, thì về nguyên tắc là mình đã làm xong rồi, thì cơ bản là mình cứ bấm cái này đến khi nào được thì thôi. Mình đã làm mà quên quay, tại vì mình sẽ mất thời gian nên mình không quay. Nói chung là được rồi đó. Ok, mình làm xong thì hết con mẹ nó nhạc. Ok, này cái bệnh viện của chúng ta ghê vậy đấy. Ui vãi, tiếng đèn mà cũng có không có đồ gì hết, mất công vãi đấy. Ok, đi nhà vệ sinh nữa, nhỏ giọt vậy làm ghê vãi. Ok, mình sẽ kiểm tra từng cái vòi. What the fuck, ngập này nước rồi. Ức ngập rồi. Ức gì đây, really invert your card, bấm có được đâu. Chết cha, bị hỏng rồi, hệ thống này bị hỏng rồi. Ok, như đây có gì không? Floor 3D, đây là cái gì ta gọi, cái bản đồ á, bản đồ hoa bệnh viện á. Ok, cái này cái gì nhìn hay hay ta, bếp lửa Weston, và mình đã phá và hư cái mẹ cái đó rồi. Đợt đùa, medical story, đây là nhà kho. Nhà kho có gì không anh? Ok, chắc chắn là Phật. Từ từ để coi có cái gì không. Đây, biết ngay rồi. Đây, cái lúc này có gì. What the fuck, tủ. Oh, mình thấy cái gì này, lead pen record, mình không biết là cái gì bỏ vô đây. Một ấy, discophone ngon. Tan. Nãy nói mình là từ cái nào xong rồi bỏ vô đây. Nãy nói mình á là kiếm tờ discount for list bank, mình tiêu hai cái này rồi nè, thì còn P209 là chưa tiêu được thôi. Mình nghĩ là nó chắc nó trong đây thôi. Nhiều quá. Đây. Ủa, bao tờ giấy rồi. Cái okay. Bao tờ giấy rồi. Ngon chim. Và chúng ta đã bị kẹt. Phật. Để coi có đường nào để đi không. Cửa này nó mở rồi. Store hỏi.
Fuck. Nhiều cửa vậy. Đây là một cái phòng bình thường. Trời, cái phòng nó lag. Nhiều comment lock quá nên lag. Phòng gì đây? Seattle under the XD. Cái này là cái gì? 15W14A. Mà tôi nhớ cái này 15W14A. Ok. Và đây là cái gì đây? Ô, mình sợ cái bẫy nha. Thôi đừng vô phòng này. Cái bẫy á. Tao biết cái này lắm. Ok. Ok. Đây cái phòng gì? Trời ơi, cái map nó lag. Đã bảo không hết xài fancy mà. Nhà ăn đây rồi. You really does every room in home. To delay you. Bạn nhận ra rằng tất cả các phòng này đều chống lại bạn hả? Delay là cái gì? Nhiều từ đơn giản mình không biết. Sorry. Bật hết lúc này coi. Có cái mẹ gì không? Ok, không có gì hết. Và hai phòng này giống nhau. Phòng này là mọi cái hành lang. Ok. Ok. What did you think would be down here? Bạn nghĩ dưới đây có gì? Ok, bị troll rồi. Vãi, game này troll nhiều đấy. Game troll nhiều nhất thế giới mà mình từng biết. Ok. Ok. Nữa. Nhiều phòng thế trò chơi. Thôi giúp mình à. Thì mình làm đến đây thôi. Thì nếu bạn thích các series của mình á, thì nhớ like và subscribe để mình có thể làm tiếp nha. Ok. Bye bye mọi người, nếu bạn muốn làm tập 2 thì hãy like thật nhiều dưới đây. Ok, bye bye.